gì mà cứng ngắc, cút ngoài cũng không được. Ráng đi anh hai. Mày ráng mình đi, tao không làm nữa đâu. Thì nghĩ chút đi, để em làm cho xong, chứ không lòng bác hộ đuổi hai anh em mình nữa. Mẹ rồi phải không? Tao nói với mày rồi, cái đất này trâu bò cày còn không được đó chứ con người. Ê thằng kia, mới nói gì đó, làm biến hả mày? Tôi đâu có nói gì ông đâu ông bá hộ, cái đất này nó cứng thiệt mà. Tụi tôi cuốc bao nhiêu lưỡi cuốc rồi, xuống cái đầu là mẻ cái đó à. Hổm trời á, tụi bay làm hư biết bao nhiêu lưỡi cuốc của tao. Sáng giờ tụi bay làm được có bao nhiêu đây đó hả? Tụi bay làm được hay không? Nghĩ đi. Vậy lần sau ông, tại đất cứng quá chứ tụi con cũng cố gắng hết sức rồi. Thôi khỏi nói nhiều với tụi bay, cho tụi bay nghỉ. Ừ, nghỉ thì nghỉ. Vậy ông trả tiền công mấy tuần nay cho anh em tụi tôi đi. Cái gì? Mày nói gì? Mấy tuần tiền công của tụi bay có đáng bao nhiêu? Có mua nổi mấy cái lưỡi cút vàng cút bạc của tao không? Tao không bắt đền làm ai lắm, còn mày đặt tiền công. Ông nói gì được hả? Anh hai, tao bỏ đi anh hai. Tao nói cho mày biết, tao thấy thằng em của mày á, nó còn dễ thương, còn mày á thì ghét, rồi thứ làm biến. Tôi thì sao? Anh hai, tao từ đây á, triệt cho hai anh em mày khỏi làm ở cái làng này nữa. Muốn làm á, qua cái làng khác mà làm, còn không á, vô rừng đốn củi mà ăn. Ông nè, anh hai, mày. Thôi được rồi, bỏ đi anh hai. Được rồi, thôi bỏ đi. Công nhận á, mấy cái lưỡi cuối cùng này cũng được quá chứ. Dạ. Hai thằng này mắc bẫy mình rồi. Hai đứa bay á, kiếm cho tao mấy đứa khác cũng làm y chang như vậy, làm nhiều á rồi đuổi đỡ tốn tiền. Đói quá, tao đi hết nổi rồi. Thôi vậy mình nghỉ chút rồi đi tiếp anh ơi. Mình phải kiếm gì làm mới có tiền mua đồ ăn bỏ bụng chứ. Mày đi đi, tao đi không nổi nữa đâu. Thôi ráng đi anh ơi, ngồi hoài là đi không nổi luôn á. Thôi ráng đi. Thôi đi nơi, ráng lên. Đi. Tao với mày chết ở đây quá, tao đói quá, tao chịu hết đói rồi Nhi ơi. Thôi ráng đi anh hai, em cũng đói quá, nhưng mà mình còn sức, mình phải ráng ra khỏi cánh rừng này. Nè anh hai, đừng cứ ăn. Anh hai, coi chừng đau bụng chết đó anh hai. Ăn cũng chết, còn ăn cũng chết, chẳng thà chết đói còn không chết đói. Anh ơi, trần gian này ngày càng khó sống, ta cố hoài không sể, coi như hai người gặp mai đi. Những thứ này tuy xấu xí cũ kỹ nhưng đều có phép. Cái nồi làm ra bắp, gậy dạng dặm thì đi bất kỳ đâu.
con dao cùng hạ cây rừng như chặt chuối. Nhưng tự các ngươi phải tìm ra công năng của những thứ đó. Còn hám mới nơi cũ như bản tính cố hữu của con người mà quăng đi thì các ngươi thiệt. Bây giờ biết của báo rồi, phúc hay họa thì do bản thân các ngươi tự giải quyết. Chúc may mắn, ta đi đây. Không lẽ mình phải bỏ xác ở nơi rừng tiếng nước độc này sao? Ông trời ơi, tại sao ông lại khắc nghiệt với tôi như vậy? Ủa, anh hai, đây là gì? Sao tối hôm qua mình không có thấy? Ba cái dao cùng nồi đất, mấy cái đồ này làm được cái gì? Chắc cái tụi đi đường nó bỏ ở đây chứ gì. Lạ quá, nếu có người đi ngang đây thì phải thấy hai anh em mình chứ. Tại sao mấy thứ này lại ở đây hả? Anh ơi, trong nồi có bắp nè anh ơi. Có bắp nè. Đúng rồi, được cứu rồi. Dạ. Là bắp thiệt rồi, là bắp thiệt rồi. Anh hai, đừng có ăn nữa, ăn bắp sống là đã bụng đó. Nhưng mà anh đau quá, anh đau lắm. Thôi, thôi, đừng ăn nữa anh hai. Để em kiếm chỗ nào nó bóp cho anh hai ăn. Cái nồi này sẽ cất đi. Đi, đi anh hai. Trời ơi, mày điên quá. Mấy cái này mày lấy chi cho nặng vậy? Mấy cái cây này thiếu gì trong rừng? Bỏ đi, mình có cái nồi đất là đủ rồi. Thôi kệ, lỡ cần á, con dao này cắt dây máng đường đi cho đỡ mà. Anh hai, anh hai cầm cái cây này chống đi đi. Từ đây ra bìa rừng còn xa lắm. Mày nhiều chuyện quá, cầm theo cho nặng hả? Bỏ đi. Anh hai, anh hai, chờ em với. Anh hai ơi, hình như mình lạc rồi. Đã đổi quá, mày đưa tao miếng bắp ăn cho đỡ đói đi vậy. Thôi ráng đi anh hai, ăn bắp sống đau bụng nữa đó. Ráng đem nghĩ cách coi sao. Mày định làm gì? Mày định lấy cái cây này mày phát quang hả? Mày có điên không? Nó lục như vậy chắc chừng nào mới đứt. Bỏ đi. Kệ, cùng đường rồi, để em thử coi sao. Hay quá vậy ơi. Đúng là vô thời. Có đường đi, có đường đi rồi. Anh hai, chứ là ông trời thấy anh em mình ăn ở của đức nên mới cho mình bảo bối này đó anh hai. Đúng rồi, con xin cảm tạ trời đất. Anh hai, để em phát đường cho anh hai đi. Theo em anh hai. Có đường đi rồi, mình đi thôi anh hai ơi. Hay quá, kỳ lạ thế. Cái nồi thì làm đá bắp, còn con dao này
chặt cây giống như chém bùn vậy. Còn cái gậy này không biết có thích sự gì không nữa. Thấy chưa, đúng là đồ bỏ đi mà. Quăng đi. Anh ơi, mình cứ mang theo, nếu có phép màu trước sau gì mình cũng biết. Có giao thần rồi, anh hai ráng đi, em sẽ phát quan đường anh hai dễ đi hơn. Đi anh hai, chạy tiếp đi. Ráng đi anh hai. Tôi đi hết nổi rồi. Ráng đi anh hai, đi thêm chút xíu nữa là em tìm cách nấu bóc cho anh hai ăn nha. Trời. Anh hai, cái gậy. Trời ơi, tại sao nó bay lên vậy? Nó bay rồi. Ê ơi, ông chặt vô, ông chặt vô vậy, té đó. Vậy mà giữ chặt vô, không đó xuống là té tan sáng luôn đó. Dạ dạ. Ê, 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 nó tụ. Anh ơi, mày bám chặt vô đi vậy. Leo, leo lên đi, leo lên đi. Anh dạ. Nguy hiểm quá. Anh hai leo lên trước đi. Ờ, để em. Cẩn thận nhanh thôi. Giữ chặt vô. Ôi chị ơi, anh hai, cái gậy này nó hay quá, nó bay được luôn. Chưa bao giờ trong đời anh hai bay cao được vậy luôn á. Em cũng vậy, lần đầu tiên thấy cảnh đẹp vậy đó. Trời ơi, đẹp quá. Trời, cái cây này nó hay quá, nó hay quá chị ơi. Anh hai, anh hai, vậy là bây giờ mình có tới ba bảo bối thần kỳ đó anh hai. Đúng rồi, có cái nồi đó mình làm ra bắp bạn khỏi sẽ đói nữa ha. Dạ, còn con dâu này em sẽ phát quan làm rẫy, đỡ mệt lắm đó anh hai. Trời ơi, cái thằng này sao mày khờ quá vậy? Mình có cái nồi làm ra bắp ăn rồi, mày khỏi có cần trồng trọt gì nữa. Mày trồng chi cho mệt vậy? Ủa, vậy mình không làm gì hết hả anh hai? Có chứ, mình làm nhiều thứ lắm chứ. Nè, mình lấy cái nồi đó, mình bắt nó làm việc ra bắp liên tục cho mình. Rồi mình lấy bắp, mình đổi lấy tiền, mình mua nhà, mua ruộng, mua vườn, hưởng già, khỏi làm gì hết, hiểu không? Hiểu, hiểu rồi. Ủa anh hai, nhưng lỡ tới khi cái nồi nó hết ra bắp thì mình ăn gì anh hai? Thì bây giờ mình mới tranh thủ nè. Trời ơi, mày hỏi tao hoài à. Mày lo mày bay đi, lo hưởng thụ rồi nhìn phong cảnh, đâu phải lúc nào cũng được vậy đâu. Dạ, đẹp quá, hay quá, dãy núi luôn kìa, mày thấy không vậy? Rồi, thác nước rồi kìa anh hai, đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, ngồi sát cho đi, đừng nói xuống dưới vậy. Dạ, đã quá. Ủa anh hai, bây giờ mình lên cao quá rồi, sao mình xuống? Sao xuống? Tao đâu biết đâu. Vậy á, để em điều khiển cây gậy thử, còn qua trái qua phải coi được không? Kêu nó thử coi. Qua phải nha. Tôi trực té. Hay quá, hay quá. Gậy thần kỳ. Cái gậy này nó còn biết cái lời nữa. Dạ. Chị ơi, bà nhanh lên chị ơi. Chị ơi, sao bà nhanh dữ vậy? Đã đi. Hay quá. Mổ lên đầu nó. Ừ. Mổ nó cho tao. Hay quá con ơi. Mày thấy gà tao đá chưa? Anh hai. Để xíu. Thôi, bắt ra. Dạ. Lại tao biểu nè. Hai đứa bay phải chăm sóc hai con thần kê của tao cho cẩn thận nghe chưa? Mất một cọng lông là chết với tao. Dạ câu hai. Nhưng mà giỏi đi, tao thưởng cho nghe chưa? Dạ, dạ. Cậu hai, cứ để con lo. Giỏi, đi, dậy lên. Dạ. Anh hai. Ủa, mày đi đâu đây? Đi đâu mà đem đồ tùm lum vậy? Không chán quá, em tính kiếm đất làm rẫy. Trời ơi, sao mày khùng quá vậy nhỉ? Nhà đầy đủ hết, mày muốn cái gì thì mày lấy cái đó, mắc gì mày phải đi làm? Tại em thích làm. Tao hỏi mày nè, mày làm nhiều để làm cái gì? Để có tiền đúng không? Có tiền xong rồi làm cái gì nữa? Có tiền là khỏi cần phải làm. Bây giờ mày có sẵn hết rồi, mày khỏi cần phải làm cái gì hết. Tự nhiên cái mày nai lưng ra mày đi làm kiếm tiền, sao mày điên quá vậy nhỉ?
Anh không có hiểu đâu. Em đi, em bảo anh là em mang theo cây gậy với lại con dao. Ờ, đem hai cái này thôi hả? Dạ. Để cái nồi lại đúng không? Dạ. Ờ, vậy cũng được. Thôi được rồi, nếu mà mày muốn đi á thì anh cũng không cản mày nữa. Để đi, xong rồi lâu lâu có rảnh á thì ghé về đây. Anh em mình uống đồ tâm sự, chứ có cái gì khó khăn á thì nói anh giúp cho. Chứ không người ta không biết, người ta nhìn vô người ta tưởng là anh đối xử tệ với mày ha. Dạ, anh hai giữ gìn sức khỏe. Em đi nha. Ừ, đi đi. Cẩn thận nha. Dạ. Sao cái thằng này nó em tôi mà nó không giống tôi một chút xíu nào hết vậy ta? Trời, nó điên quá trời điên vậy. Đi đi, đi làm cho cực đi. Tao ở nhà cho nó sướng cái thân. Ta lớn vậy rồi mà lúc nào phụ hoàng cũng cho người theo hầu hạ ta hết. Công chúa ơi, sẵn cơ hội này chỉ có một mình ta, ta sẽ đi dạo cho thoải mái. Công chúa, công chúa ơi. Vậy thật, đưa ta đến đây là đâu mà lạ quá. Giống hoàng cung quá. Khung cảnh thật là đẹp. Ừ. Ừ. Nàng, nàng là ai vậy? Ờ, ta. Ta là tỳ nữ nội cung, chuyên hầu hạ công chúa. Vậy ra đấy, đây là hoàng cung sao? Ừ. Nàng là tỳ nữ hả? Vậy là nàng được gặp mặt công chúa mỗi ngày hay sao? Ừ, thì sao? Người muốn gặp công chúa hả? Có chuyện gì không? Ờ, không, không có gì. Chỉ là ai cũng mong muốn một lần trong đời được nhìn thấy công chúa. Nhưng ta nghĩ giờ không cần nữa. Tại vì ta thấy không có ai đẹp bằng nàng. Vậy hả? Nếu như ngươi gặp công chúa thì ngươi sẽ thấy khác. Công chúa bao giờ chẳng cao quý hơn một tỳ nữ. Ta không biết, nhưng nàng là người cao quý nhất mà ta từng nhìn thấy. Ngươi đúng là khéo ăn nói. Ủa, ngươi là ai mà vô được trường thượng quyển này? Ta hả? Ta chỉ là một kẻ tầm thường, vô danh tiểu tốt, thích ngao du sơn hải thôi. Vậy sao ngươi lại vô được đây? Cấm vệ quân vòng trong vòng ngoài không gây khó dễ gì cho ngươi sao? Ta bay vô đây đó. Bay hả? Đúng rồi, nhờ cái gậy này nè. Đây là cây gậy thần, nó có thể giúp ta bay khắp nơi, dù là chân trời góc biển. Sao, đã không tin hả? Cô muốn thử một vòng không? Yên tâm đi, ta sẽ đưa nàng về không xảy một cọng tóc mà cũng không ai biết đâu. Đi, lên đi. Được, chạy đi. Ừ. Nàng vững chắc nha, ta bay lên đó. Ừ. Gậy ơi, bay đi. Đẹp quá à. Đó, hoàng cung của nàng đó.
Chàng có biết không, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hoàng cung ở trên cao đó. Công nhận nó rộng thiệt á. Đúng, nhưng bên ngoài còn nhiều cảnh đẹp hơn hoàng cung nữa kìa. Thiệt không? Để ta cho nàng coi. Đi. Đó, biển kìa, nàng thấy không? Wow, biển. Biển thiệt là rộng lớn. Nàng thích không? Thích, ta thích lắm. Đi. Bên kia là rừng kìa, có nguyên ngọn thác trắng xóa luôn. Đẹp quá, đi qua bên đó đi, nhanh lên. Được rồi, được rồi. Nhưng mà ta nghĩ chắc mình phải về rồi. Coi chừng công chúa kiếm nàng đó. Không sao đâu, công chúa nói ta cứ đi chơi thoải mái đi. Công chúa biết nàng đi chơi hả? Nói chung là công chúa cũng dễ với ta. Thân mà. Thôi, ngươi chở ta đi đi, đừng có lo. Đi, qua bên kia đi, ta thích bên kia kìa. Đi. Thiệt hả? Được rồi. Nàng thích không? Thích. Nếu nàng thích đó, thi thoảng ta sẽ tới chở nàng đi ngoại thành. Nàng thường rảnh khi nào? Bất cứ lúc nào ta cũng rảnh hết á. Ủa? À, ta sẽ nhờ người khác. Dễ mà. Vậy hả? Công chúa. Công chúa tới rồi, ngươi đi đi. Đi đi. Vậy ta đi nha, gặp lại nàng sau. Gầy ơi, bay đi. Chúa trốn ở đâu á mà em tìm người mệt quá à. Người chơi dở ẹt à, có vậy tìm cũng không ra nữa. Sao mà em kiếm ra được? Công chúa bịt mắt xong rồi chạy ra đây đứng. Công chúa chơi ăn gian quá. Nói tới đây rủ người ta đi chơi, vậy mà mấy ngày nay biệt tâm mà. Làm ta phải đổi đồ với tỳ nữ để ra đây nữa nè. Tỳ nữ. Ta cứ sợ là không gặp nàng. Ta chờ sẵn ở đây sao mà không gặp được. Vậy hả? Hôm nay ta đưa nàng tới chỗ này hay lắm. Thiệt hả? Ở đâu? Đi đi rồi biết. Nàng lên đi. Lên đi. Đây là vườn hoa màu của ta. Đã bao giờ nàng trông thấy một vườn hoa màu như vậy chưa? Chưa, đây là lần đầu tiên ta ra khỏi cung đó. Vườn này là do chính ta chàng trồng hả? Phải, chính ta trồng đó. Nàng có thích không? Thích. Nếu nàng thích thì tốt quá. Đương nhiên là ta thích rồi. Nhưng mà sao ta không thấy lính đâu hết vậy? Hả? Ý ta là thợ làm vườn á. Một mình chàng làm sao có thể làm hết được những việc này? Ngoài cây gậy ta còn có những bảo bối nữa, nhưng nàng hứa là không nói cho ai biết nha. Ngoài cây gậy này ra chàng còn những thứ khác nữa hả? Đúng vậy, ngoài cây gậy thần này ra ta còn có một con dao thần nữa. Tuy bề ngoài có vẻ cũ kỹ nhưng mà nó giúp ta khai quang mở rộng ruộng vườn. Chỉ cần gieo hạt vun trồng là xong. Hay quá, ta muốn thử. Hôm nay ta đưa nàng về đây cũng là muốn dò hỏi ý nàng, xem nàng có yêu cây trồng, yêu cỏ cây hay không. Nếu như nàng thích, chẳng hay nàng có vui lòng vì làm vợ gã nông dân quê mùa này chăng? Cái đó thì ta biết nàng là thị nữ ở nơi cung cấm, nhưng mà chẳng hay
nàng có thể nói khó với công chúa cho ta chuộc thân cho nàng. Công chúa thì ưng rồi đó, nhưng mà công chúa ưng rồi, nàng xin rồi hả? Ý ta nói là nếu mà xin công chúa thì chắc chắn là công chúa sẽ đồng ý rồi, chỉ sợ là phụ hoàng. Ý thiếp là hoàng thượng sẽ không cho. Sao kỳ vậy? Hôn nhân của một thị nữ cũng phải do hoàng thượng quyết hay sao? Ý ta là thôi, chuyện đó nói sau đi. Chàng dẫn thiếp đi qua bên kia hái trái đi. Được rồi, nàng theo ta. Trời ơi, công chúa đi đâu không biết nữa. Nói giờ bảo về mà giờ quá ngọ rồi, cũng không thấy đâu hết. Hoàng hậu hay hoàng thượng thình lình triệu kiến thì ta biết nói sao đây. Nhìn từ xa nha. Dạ. Mà dù không có thấy mặt nha, nhưng cái dáng cà nhoi là biết con ta rồi đó. Dạ. Công chúa ơi. Ủa, dạ. Sao kỳ cục vậy? Sao hôm nay con gái ta để tóc kỳ cục vậy ta? Dạ khởi bấm hoàng thượng, thật ra là công chúa tí ta tí tởn, nhí nha nhí nhảnh vậy á. Cái kiểu tóc này á hợp với tính cách của tụi con nít. Khởi bấm hoàng thượng, để cho hạ thần. Gì vậy? Nhìn cái dáng dốc này là biết con gái của ta rồi. Cái vụ mắc cỡ mà che mặt á, bữa nay mới có à? Bữa nay có vụ kỳ cục vậy? E thẹn nè. Công chúa, bỏ tay xuống cho phụ vương coi mặt coi. Công chúa, người bỏ tay xuống cho hoàng thượng xem mặt. Công chúa, bỏ tay xuống đi. Bỏ tay xuống. Hả? Người dám? Ngươi? Trời, ngươi to gan, ngươi quá to gan. Ngươi dám lấy đồ của công chúa mặc vô rồi đi tới đi lui. Ngươi có biết là ngươi làm như vậy là phạm thượng, ngươi sẽ bị chém đầu hay không hả? Dạ con lại hoàng thượng, con lại thị quan, tha cho con. Con có ăn á 10 cái mật gấu con cũng không có dám làm cái tội tài đình này. Số là công chúa biểu con đổi đồ với công chúa. Công chúa kêu nhà ngươi đổi đồ? Dạ. Rồi công chúa đâu? Dạ dạ con không có biết, con cũng đang chờ công chúa về. Dạ khởi bẩm hoàng thượng, nếu như mà công chúa chỉ đi dạo trong ngự hoa viên này thì thần nghĩ không nhất thiết phải cải trang như vậy. Có khi nào sao hoàng thượng, công chúa trốn đi chơi? Cái gì nhà ngươi nói cái gì? Con gái ta dạy dạng tỳ nữ ra ngoài thành chơi à? Nó không có biết bao nhiêu sự nguy hiểm đang bủa vây nó không? Nhà ngươi á, con ta đi mà không thông báo người ta biết, con ta mà có chuyện gì á, chặt đầu nhà ngươi nè, chu di cụ tập nè. Dạ con lại hoàng thượng, con lại hoàng thượng. Trời ơi, con lại hoàng thượng tha cho con. Nàng cẩn thận nhé, sắp hạ xuống mặt đất rồi đó. Thôi ta về, nàng bảo trọng nhé. Chàng cũng vậy, chàng đi bảo trọng nha. Ủa, chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng thượng, công chúa cởi gậy đi chơi với trai. Công chúa cởi gậy đi chơi với trai à? Chuyện đó là như thế nào? Cha mẹ nó quan lớn cỡ nào? Hào hú hay đại gia? Gia sản như thế nào? Kể. Dạ, chàng mồ côi, không cha không mẹ, không gia thế, không học hành, không bằng cấp, không tài sản gì hết. Tụi nó có cái gì? Không có cái gì hết trơn đợi. Thì làm sao vô đây? Bây giờ hiện tại nè, thằng đó có cái gì? Dạ, có nhiều lắm cha. Chàng có một trái tim nhân hậu, có một tâm hồn thuần phát, có đôi tay mạnh mẽ, biến sỏi đá hoang du thành cây trái xanh tươi. Và trên hết là chàng có trái tim của con, thì con muốn lấy chàng. Trời ơi, con cứ lấy cái thằng nông dân đó để con trở thành cái mụ nông dân hả? Dạ, con muốn làm mụ nông dân. Trời ơi, chết rồi. Công chúa ơi, con tưởng con ra khỏi cung cấm là con sung sướng sao? Con tưởng là người nông dân chân lắm tay bùng sung sướng lắm sao? Vui lắm cha, con thử rồi, con muốn sống như vậy suốt đời luôn. Trời ơi, công chúa ơi, con điên mất rồi. Một công chúa đương triều như vậy mà chịu đi lấy một người nghèo kiết xác như vậy.
Trời ơi, một đồng bạc cũng không có cho mình. Rồi sau này cuộc sống con sao? Lúc đó thì con thế nào? Con có thấy trước hậu quả không? Nó bỏ bùa mà chúng lú con hay không? Trời ơi, cha mà gặp nó đâu cho chém nó bay đầu luôn á. Lăng trì nó, cho ngựa tứ mã thành tay luôn. Cha, cha làm như vậy á, con chết theo chàng luôn. Con thề đó. Chết. Cha bẩm hoàng thượng, xin ngài dừng cơn thịnh nộ, kẻo nó ảnh hưởng tới long thể của ngài. Con đã nói là không có bùa mê thuốc lú gì hết á. Trời Phật thấy chàng hiền lương nên cho chàng một cây thần và con dao thần đó. Cái gì? Nói chung là trời cho chứ không có khuất tất gì hết. Công chúa, hồi nãy công chúa mới nói cái gì? Cái con dao thần á, sao công chúa không nói rõ ra đi? Rồi để cho thấy được chàng trai đó minh bạch vô tội. Vậy đó. Sao? Để kể cho nghe. Rồi sao? Cây thần đó hay lắm. Vậy đó hả? Muốn đi đâu á thì tùy ý. Còn cây dao thần đó hay lắm. Chặt. Chặt. Đúng. Đúng cái cổ thụ như cái cỏ vậy đó. Tôi thử rồi nè. Ghê vậy. Ta cắm ta cắm à. Còn bén mạng ra đây luôn nha. Gặp đâu chém đó, gặp đâu chém đó đó. Cha. Dạ khởi bẩm hoàng thượng, theo thần thiết nghĩ, công chúa chưa từng rung động trước một chàng trai nào khác, kể cả các hoàng tử láng giềng tới Dương Tôn công tử trong triều. Vậy mà một hai muốn lấy chàng trai dân giả đó, thần trộm nghĩ chắc chắn rằng phải có một lý do gì đó. Hoàng thượng, sao hoàng thượng không tới gặp một lần cho biết, để xem coi biết đâu có điều gì thú vị thì sao. Từ thời khai thiên lập địa tới giờ tôi mới thấy ông nói một câu nghe được á. Công chúa, thần thì lúc nào cũng muốn giúp cho công chúa. Thôi. Dạ khởi bẩm hoàng thượng, thần nghĩ là thôi được. Ta nể lời của thị quan, ta cho phép con mời chàng trai nó vô triều đình một lần cho ta biết. Công chúa, tiện thể công chúa nói chàng trai đó nhớ đem hai cái vật phẩm đó vô đây, biết đâu khi mà trời cho hai cái vật phẩm đó thì chàng trai là người có phúc đức thì sẽ là điềm phúc, điềm tốt. Lúc đó hoàng thượng thấy người sẽ hồi tâm đổi ý thì sao? Đúng không công chúa? Dạ, để con nhắn chàng rồi con báo lại phụ hoàng nha. Ừ. Con chào phụ hoàng. Đi đi con gái, đi đi. Dạ. Ý của người sao? Bây giờ muốn giết nó luôn hay là đưa nó vô cái cung này rồi mình lấy luôn hai cái món đồ của nó? Dạ khởi bẩm hoàng thượng, không có chuyện gì mà mình không đổ tội cho chàng trai đó được. Hoàng thượng không nghe nói sao? Công chúa nói là nó có hai cái báo vật mà trần gian này có tiền á cũng không có mua được. Bây giờ mình phải nắm lấy hai cái báo vật đó, rồi sau đó cho nó về trời cũng được. Trời ơi, kế bên ta có một người thâm hiểm như ngươi. Ta cũng sợ lắm. Thị nữ, thị nữ ơi, thị nữ ơi, ta tóm được ngươi rồi. Ủa, ngươi là ai mà dám đột nhập vào giường thượng quyển? Ngươi muốn chết hả? Ta, nàng hiểu lầm rồi. Ta tìm một nàng thị nữ giống nàng. Mà không, cô ta là người rất đẹp. Nàng tên gì mà ta cũng quên hỏi mất tiêu rồi. Ta chỉ biết nàng là thị nữ thân cận của công chúa đó. À, ta hiểu rồi. Vậy thì bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi gặp công chúa để ngươi hỏi nhiều hơn ha. Không được đâu. Nếu gặp công chúa thì nàng ấy sẽ nguy mất. Không được đâu. Phải nguy thôi. Tỳ nữ trong cung cả gan lén lút hẹn hò trai lạ. Kỳ này ý trung nhân của ngươi tiêu rồi. Nàng, xin nàng tha cho ta. Ta phải làm sao đây? Đi, hay là đợi ta la lên cho lính vô. Nàng tha cho ta đi, nếu không nàng ta sẽ nguy mất. Đi theo ta. Nàng tha cho ta đi mà. Nhanh lên. Ta xin nàng. Dạ. Chuyện gì mà kinh động đến ta vậy? Về bẩm công chúa. Về bẩm công chúa, tôi là Nhị, là một người nông dân, đã trót thương thầm một thị nữ trong cung.
Nếu không phải tội chém thì xin công chúa hãy chém thần và tha cho nàng. Công chúa hỏi ngươi có thật là dám chết vì tỳ nữ mà ngươi quen hay không? Dạ bẩm thật. Thưa công chúa, tôi còn yêu nàng hơn chính bản thân của mình. Đủ rồi, chàng đứng lên đi. Thì ra là nàng hả? Vậy mà nãy giờ nàng đùa giỡn, làm ta sợ muốn chết. Nàng, nàng mặc bộ đồ này đẹp quá, chắc chắn là không ai đẹp bằng nàng. Kể cả công chúa. Thề với thần tiên ở trên trời luôn đó. Bẩm công chúa, sến quá, mà đúng là chàng yêu thật rồi. Công chúa, thử lỗi cho ta vì đã che giấu thân phận với chàng. Nhưng nếu không làm như vậy thì chưa chắc chàng sẽ dắt ta đi ngao du sơn thủy. Cảm ơn chàng đã luôn đối với ta như một cô gái chứ không phải là một công nương. Vậy ra nàng, nàng thật sự là đương kim công chúa. Ta phải nói thật với chàng vì chàng cũng phải ra mắt phụ hoàng mà thôi. Ra mắt phụ hoàng? Ra mắt hoàng thượng? Ừ. Ta chẳng phải muốn lấy nhau là phải ra mắt cha mẹ sao? Có một chuyện còn thôi, cho dẫn chàng thanh niên nó về triều. Vậy mà cũng lâu lắc nè. Hôm qua cái giờ cũng chưa nhắc cho ta thấy mặt. Hoàng thượng, công chúa về, công chúa về. Phụ hoàng, chàng tới rồi nè phụ hoàng. Dạ, muốn tâu thánh thượng. Thần là nhị, kính chúc thánh thượng vạn thọ vô cương. Phụ hoàng, chàng nhát lắm, phụ hoàng đừng có làm cho chàng sợ nha. Khởi bẩm hoàng thượng, cái chàng trai đó đó, nhìn coi bộ cũng khôi ngô tuấn tú dữ lắm. Nghe nói ngoài cái dây thần nhà ngươi chở công chúa con gái ta đi chơi, còn có một cái dao thần nữa. Cái kia có phải là cái dao thần không? Dạ. Phụ hoàng kêu chàng tới chỉ để hỏi như vậy thôi sao? Công chúa, từ từ. Thần thiết nghĩ hoàng thượng thấy những vật dụng đó đó thấy giống y chang bề ngoài của chàng trai kia. À không phải, tại vì nó sần sùi xấu xấu vậy nhưng lại cực kỳ hữu dụng, cho nên á hoàng thượng tò mò muốn tìm hiểu vậy đó mà. Dạ không hề gì, đây chính là con dao bệ hạ vừa nói tới. Nó giúp thần chặt cây phá rẫy dễ như chơi, nhờ vậy mà ruộng vườn của thần ngày càng mở rộng. Những thứ đó chỉ có tác dụng khi có bàn tay của chàng. Chính chàng đã tạo ra những báu vật đó. Thì ra là vậy à. Ta có thể xem qua hai cái báu vật đó được không? Dạ. Nó không trả lời là đồng ý rồi đó. À lấy đi. Dạ hoàng thượng. Trời ơi, ta nhớ cây gậy nè. Con gái ta bay trên mây đẹp lắm à. Ta là vua một nước mà chưa bao giờ được bay trên cung đình này. Còn con dao này, chắc nó có công dụng gì thần kỳ lắm hay không? Dạ. Cha, cửa cái cây gậy này nè, bay lên trời á, thích lắm luôn á cha. Đã sao không đã? Mình sẽ thấy hết tất cả những gì trên mặt đất luôn. Đã lắm. Ta thấy còn đã mà, đừng có nói. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, phúc lớn cho thần. Trong lúc dạo chơi lạc dược thượng quyển, vô tình gặp được công chúa và đã trao lời hẹn ước cùng nàng. Hôm nay thần xin bệ hạ cho thần rước công chúa về làm vợ, yêu thương và tôn trọng đến trọn đời. Đó. Dạ. Hoàng nghe nói gì chưa? Dạ không. Rồi cưới gái ta. Đúng rồi. Mắc cười quá. Ủa, hoàng thượng, đừng làm thật lo hoàng thượng. Chả có sao không cha? Không. Họ bắt đi được cười nữa. Những người điên ha. Những người nhìn những người đây đi. Đồ khốn rách đau ôm, dám lấy công chúa đương triều làm vợ. Cha, sao cha lại nói như vậy? Lên đâu, dám nó vào trong bông. Ngày mai chém đồng những cái tội phạm thượng khí quân. Hoàng thượng, xin hoàng thượng suy xét lại. Dạ. Dạ. Hoàng thượng, thần không có tội. Hoàng thượng, xin còn hoàng thượng suy xét lại. Ta sẽ súng dạ. Vào công quỷ. Hoàng thượng, thần vô tội.
được con. Con chữa cho cha coi. Chết cái gì? Quân sĩ đâu? Giam công chúa lại. Cha! Sao lâu quá mà không thấy thằng dê nó về? Đã nói rồi vậy mà không nghe. Chắc làm ăn thất bát lắm, mắc cỡ không dám về đây. Nói rồi mà, tranh thủ hưởng thụ đi. Cái thằng khờ quá, đúng là điên mà. Ủa, ta đánh cho người dám con lại, tại sao con ra đây được hả? Phụ hoàng, phụ hoàng thả chàng ra đi phụ hoàng. Phụ hoàng, con mà nói một lời nào nữa, ta sẽ lôi đầu nó ra, ta chém ngay tức khắc. Đừng, 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 đừng phụ hoàng ơi, phụ hoàng. Phụ hoàng muốn sao con cũng nghe hết. Lấy ai cũng được, miễn là chàng được sống thôi. Con đồng ý lấy bất cứ một người nào mà ta chọn phải không? Với điều kiện con thể chàng còn sống bước ra khỏi cung. Chỉ cần nghe chàng bị sát hại thì con lập tức cắn lưỡi chết ngay tại chỗ. Thôi được rồi, ta đồng ý. Đội ơn phụ hoàng, đội ơn phụ hoàng. Hoàng thượng có lệnh, ngươi mà lén phán tới đây giết không tha. Công chúa, công chúa có sao không? Ta muốn gặp công chúa. Giờ này mà ngươi còn muốn gặp công chúa nữa hả? Dừng lại. Dạ công chúa. Công chúa, nàng có sao không? Nàng có bị gì không? Chàng đi đi, đừng lo cho thiếp. Đi đi, chàng hãy trốn đi thật xa. Thiếp chỉ lo cho chàng được tới đây thôi. Nàng... chàng đi đi. Nàng nói vậy là sao? Đi đi. Công chúa thì... nàng nói vậy nghĩa là chúng ta không bao giờ gặp lại được nhau nữa sao? Chàng đi đi, ráng giữ gìn sức khỏe. Ta hiểu rồi. Nàng cũng vậy. Bái biệt. Gãy thần, ta phải đi cả tháng mới về tới nhà. Hoa màu chết hết, phải chi có giao thần thì dễ đi hơn. Ta sắp lạc nữa rồi. Không ngờ người cao sang tột bậc mà lại xấu xa dường đó. Ta với nàng yêu nhau đâu có tổn hại thứ hai đâu. Đói quá, không thoát khỏi khu rừng đêm nay. Không bị thú dữ ăn thịt thì cũng chết vì đói.
sống rồi. Đúng là ông trời thương ta, cho ta cây chuối này. Con xin cảm tạ trời đất. Mà sao cây chuối này có màu kỳ lạ quá, không biết ăn vô có sao không. Thôi kệ, nếu không ăn thì chết đói. Con cứ nghĩ cuộc đời con may mắn, không ngờ là con đã phạm thượng nên mới ra nông nỗi này sao. Đúng là tại ta, đũa bốc mà đòi trời mắm son, dân đen mà đòi cưới công chúa. Ta bị trừng phạt như vậy là đúng rồi. Bây giờ mà về làng, thế nào cũng bị thiên hạ chế cười. Nhưng không lẽ bỏ mạng ở đây, ta phải về thôi. Làm sao ra khỏi khu rừng này đây? Trái gì lạ quá. Ăn vô lỡ trúng độc hay là mọc thêm cái bướu nữa thì sao? Còn thứ gì ghê gớm hơn cái sừng này nữa chứ. Thôi kệ, cứ ăn thôi, thì mấy cái búa nó cũng chẳng sao, chết là càng tốt. Wow, thoải mái làm sao. Chỉ cần no bụng là được. Tính ra ta cũng có lắm gặp mai đó chứ. May quá, không mọc thêm cái bú nào hết. Không biết có mọc thêm cái sừng nào nữa không. Hết rồi, hết rồi, hết thật rồi. Con xin cảm tạ trời đất. Hết rồi, hết rồi. Đúng là trái thần kỳ. Ăn trái kia vô thì mọc ra một cái sừng, còn ăn trái này vào thì cái sừng biến mất.
Không phải, ta có cách lấy lại bảo bối và đổi lại công chúa rồi sao? Công chúa ơi, có chuyện lớn rồi công chúa ơi. Chuyện lớn lắm. Tới rồi công chúa. À không phải, quay lại rồi. Cái anh chàng mà cởi gậy đó công chúa, quay lại rồi. Người nữa cái gì? Cái anh chàng mà cởi gậy á, quay lại rồi. Công chúa, ngươi đúng là một tên to gan cứng đầu lì lợm. Ngươi còn dám quay lại đây hả? Muốn đâu chém? Dừng lại. Chà bẩm hoàng thượng, sở dĩ thần nói dừng lại là bởi vì nó có một trái thần muốn dâng lên hoàng thượng. Trái thần? Công chúa, mình nán ở lại đây chút xíu đi. Dạ thưa bi hạ, đúng là hạ thần còn một thứ bảo bối nữa. Hạ thần nghĩ hoàng thượng thích giao thần gậy thần thì chắc chắn sẽ thích bảo bối này, nên mới mạo muội đến đây để xin được đổi bảo bối lấy công chúa, dù cô chết cũng cam lòng. Anh chàng này si tình làm sao á. Phải chi em cũng gặp được một người gần gần giống vậy ha. Nhà ngươi đâu bảo bối đâu, đưa ta coi. Dạ, cái món này quý hơn hai cái món trước nữa. Lỡ thần đưa ra mà hoàng thượng không giữ lời hứa thì sao? Ở đây trước mặt mọi người, thần mong là hoàng thượng cho thần một lời hứa. Hoàng thượng, hứa đi, hứa đi. Hứa đi hoàng thượng. Người muốn gì? Tao hứa đồ đó. Lẹ lên, đưa cho tao coi, lẹ lên. Dạ. Đưa đây. Đưa đây, nhanh lên. Đừng có lấy bảo bối của tôi. Trả lại cho tôi đi. Trả lại cho tôi. Trái này nó giống trái chuối ghê hoàng thượng. Trái chuối chứ còn gì nữa. Trái này trái chuối chứ có gì đâu. Chuối ngon quá trời. Trái chuối. Kính chân hoàng thượng một trái. Hoàng thượng cho hạ thần một trái. Khoan ăn. Cái thằng này nó chưa nói trái này là nó có cái công dụng gì, lỡ ăn vô chết sao? Dạ. Trái chuối này có tác dụng là trường sinh bất lão, càng ăn càng trẻ. Ăn hoài trẻ mãi. Hoàng thượng nghe gì chưa? Trường sinh bất lão. Ăn càng nhiều càng trẻ. Dạ. Hợp những cái dạng như hoàng thượng á. Tại sao không ăn? Tại sao không ăn? Ăn liền chứ. Ăn cho trẻ lại. Không có nổi, từ từ. Ngon. Sao mà nó có loại chuối hay quá. Đau bụng quá. Đau nữa. Đau quá. Đau nặng quá. Đau quá. Trời ơi, cái đau. Quang thượng. Cái đau, cái chân. Cái đau. Cái gì? Cái đau quang thượng. Có cái gì đó lú lên kìa. Cái đầu ta mà lú gì, cái đầu người mới lú á. Có mà. Cái đầu ta mà lú cái gì? Đó, y chang của thần luôn. Công chúa, người coi kìa. Ngươi thật là to gan, dám làm cho vua một nước bị mọc sừng. Lần này ta phải giết nhà ngươi. Dạ thưa bệ hạ, lúc thần ăn chỉ có nửa trái chuối, mà cái sừng của thần mọc cỡ này. Hai người ăn liền hai trái, chắc cái sườn lát nữa sẽ mọc dài hơn nữa đó. Nè, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi ăn nửa trái chuối mọc sừng, mà bây giờ cái đầu ngươi không có cái sừng hết. Vậy là ngươi có thuốc giải đúng không? Dạ đúng. Đúng là hạ thần của thuốc giải. Thị quan đúng là người lúc nào cũng nhanh trí hơn người. Giết nó. Quan thuốc giải. Quên. Dạ thưa bệ hạ, bây giờ bệ hạ có giết hạ thần, thần cũng cam lòng. Nhưng thần chỉ sợ nếu mà hạ thần chết rồi thì sẽ không ai đưa thuốc giải cho hai người. Thuốc giải đâu? Nhận hiệp mau đưa cho ta. Dạ, hạ thần sẽ đưa thuốc giải cho hoàng thượng. Nhưng hạ thần có điều kiện. Được,
điều kiện gì? Nói đi, nhanh lên. Dễ thôi. Thứ nhất là xin hoàng thượng cho thần được lấy công chúa. Thứ hai là xin hoàng thượng hãy trả lại hai bà bố cho thần. Ta giết cái người. Giết. Khoan. Được gì? Phụ hoàng, phụ hoàng mau thả chàng ra đi. Trả lại cho chàng hai báu vật đó, đâu phải là của phụ hoàng đâu. Công chúa ơi, biểu mới đưa thuốc giải cho ta. Con muốn cưới chàng, phụ hoàng tha cho chàng đi, con sẽ nói chàng đưa. Trời ơi, nó làm cho ta mọc cái sừng, mà con còn muốn lấy nó làm chồng sao công chúa? Nếu như phụ hoàng không ép chàng thì đâu có ra nông nổi này đâu. Thôi được, thôi được. Đưa thuốc giải quỷ quái của nhà người đây. Ta trả lại, dao nè, gãy nè, để đổi lấy cái cặp sừng khủng khiếp này. Đưa thuốc giải đây. Dạ, thưa hoàng thượng, hạ thần sẽ đưa thuốc giải cho hoàng thượng. Nhưng lấy gì đảm bảo hoàng thượng sẽ giữ lời hứa? Ta mà nuốt lời cho ta bằng thêm một cái sừng nữa đi. Dạ, hạ thần sẽ đi lấy thuốc giải. Hạ thần không dám mang theo, tại vì sợ sẽ bị cướp như lần trước. Xin bệ hạ cảm phiền đợi hạ thần mấy ngày, hạ thần sẽ mang về. Trời ơi, mấy ngày lận hả? Mấy ngày lận hả? Thôi thôi, đi lẹ 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 dần. Công chúa, nàng sẽ chờ ta chứ? Ta sẽ đợi chàng cho đến khi đầu bạc răng long. Thôi đi lẹ, lẹ đi. Đừng đâm mà nắm ta cái gì nữa. Nàng đợi ta nha. Anh hai ơi, anh hai, em dẫn em dâu về ra mắt anh hai nè. Anh hai ơi, anh hai, anh hai. Nhị. Anh hai, anh hai. Nhị ơi, em về rồi anh hai, mừng quá nhị ơi. Anh hai, sao anh hai ra nông nỗi này vậy? Anh hai sắp chết rồi nhị ơi. Do anh hai ăn chay thất tháng nên bị trời phạt, cái đồ giờ không còn tác dụng nữa rồi. Cái nhà này lát nữa người ta cũng tới xiết luôn rồi nhị ơi. Anh hai chết rồi nhị ơi. Ngày nào anh hai cũng trông gì về hết nhị ơi. Phải chi hồi đó anh nghe lời em, đừng có ỷ vô cái nồi mà ăn chơi trác táng thì giờ đâu đến nổi. Nhưng không sao đâu anh, anh cứ về với em, có sức người sỏi đá cũng thành cơm, huống gì mình có dao thần, có gậy thần, ngao vui đây đó nữa, đời còn gì vui hơn nữa anh, đúng không này? Dạ phải đâu đó anh hai. Bây giờ anh hai biết anh hai sai rồi. Dạ. Bắt từ sáng tới giờ được có 4 con ốc, bây giờ làm gì ăn tụi bay? Ăn cái đầu mẹ. Bán đi. Ừ, bán đi. Ai mua mà bán? Trời đất ơi, ai mua thì mình bán cho người đó. Bây giờ chia đều ra, rồi mạnh ai người đó bán nha. Để tao chia, để tao chia. Nè, mày một con. Đó. Mày một con. Tao một con. Tại sao còn dư 1 con ta? Mày ngu quá, mày không biết cách chia. Coi tao chia nè, đưa đây coi. Hỏi đi. Tao chia đều cho con coi. Nè, mày là con nè. Mày một con nè. Tao một con. Sao cũng còn 1 con. Tụi mình 3 thằng mà ở đây có 4 con ốc, vì vậy nó mới dư 1 con. Bây giờ cái con dư á, mình chặt ra làm 3 rồi chia cho nó đều. Chặt chặt cái đầu mày. Chặt ra nó chết rồi sao mà bán? Ha. Hay là mình mang về nuôi đi, khi nào mình bán á rồi mình chia tiền. Trời đất ơi, hai đứa tụi bay nghĩ coi, cái lều để tụi bay chui ra chui vô còn có, bây giờ đem 4 con này về lấy cái gì cho nó ăn? Mà mày nói tao mới nhớ, sáng giờ chưa ăn gì hết, tao đói bụng quá. Tao cũng đói quá. Tao cũng đói quá trời. Đói rồi phải không? Dạ. Không mấy về nhà già ăn cơm đi, có cơm nóng, có tép rim ngon lắm. Trời ơi, ốc này nó đẻ dữ lắm nè, nó mà đẻ là tha hồ bán luôn á. Đó,
Tụi mày thấy chưa, tao nói là bán được mà. Ờ, trời đất ơi, ốc này nhiều người hỏi mua mà không có bán đó. Trời ơi, một con á, mà đẻ được 10 con thì 4 con á, sẽ đẻ được 30 con. Vậy hả? Mày bị khùng hả mày? Hả? Đúng là ngu. Bây giờ tao nói mày nghe nè, 4 con ốc làm sao mà đẻ được 30 con? Bây giờ 1 con ốc có thể đẻ được 10 con. À, 4 con ốc là phải đẻ được 14 con. Ừ. Sao 14 con? Thì 4 con này cộng với 10 con kia là 14. Ờ ha. Rồi rồi rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ vậy nè, tôi nói cho nghe, tôi quen với ông chủ giữa ốc á, bao nhiêu ốc ông cũng thu mua hết. Nhưng mà nuôi ốc này không có dễ nghe, phải có nhà cửa rồi phải có. Ủa mà mấy chú em mày nhà ở đâu vậy? Không có nhà. Không có nhà sao mà nuôi ốc? Nuôi ốc này đâu có dễ đâu. Không may để tôi giúp cho. Bà tính giúp kiểu gì? Bà đừng nói con thứ tư bà lấy nha. Tụi tôi không có ngu đâu. Trời trời, tôi biết là mấy chú em mày thông minh chứ sao. Nhưng mà anh vậy, nhà tôi thì neo đơn, không chồng không con gì hết. À, cho nên không mấy ba chú em mày về ở chung đi, coi như mẹ con, không có tính toán gì hết đó. Rồi chừng nào mà ốc này nó lớn nó đẻ ra rồi bán, tới chừng đó cá lên rồi đền ơn cho tôi cũng đâu có muộn đâu, phải không? Mẹ, mẹ cho mấy con ốc ăn chưa? Mẹ cho nó ăn rồi, hỏi hoài à. Mệt không? Dạ mệt mẹ. Nhưng mà con không làm cho mẹ thì con làm cho ai? Có 3 đứa con về, nhà cửa đỡ quạnh hiu, mà lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, mẹ vui lắm. Ờ mà nè, con gánh mớ rạ này vô đi, rồi một hồi ra gánh cho đầy cái hầm nước ngoài sau đó nghe, để dành mùa sau mình vừa ăn mình vừa tưới vườn nữa đó. Ủa vậy hôm nay không lợp nhà hả mẹ? Thì 3 đứa chia nhau, đứa lợp nhà, đứa vét mương, đứa gánh nước, đứa quét sân, đứa nấu cơm, đứa cấy lúa, đứa chăn trâu, phải không mẹ? Giỏi ghê luôn á. Dạ. Đúng là mẹ có phước, tự nhiên già có 3 đứa con hiếu thảo ghê luôn á. Dạ. Thôi đem cất rạ ra làm sao đi con. Dạ. Ủa bó rạ này để đâu mẹ? Ủa sao hỏi hoài vậy? Thì con vô con cứ chất theo cái đống ngoài sau đó, cứ mỗi lần đem vô là hỏi, mỗi lần đem vô là hỏi hoài à. Tại con sợ mẹ muốn để chỗ khác nên con hỏi cho nó chắc. Mẹ thấy con có sáng dạ không? Ừ, 3 đứa sáng dạ. Dạ đều hết đó. Dạ. Rồi đem ra ngoài sau cất đi ông. Dạ, con đi nghe mẹ. Ừ. Trời ơi, ngu như bò vậy đó. Được cái là có 3 đứa này về á, đỡ tốn tiền mướn thợ, mà trong nhà lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, đâu vô đó mà mình khỏi đụng móng tay. Trời ơi, nó khỏe gì đâu. Mẹ ơi. Con. Con về rồi nè. Mẹ ơi, cụ để đâu mẹ? Nữa thấy không, hỏi nữa mà. Ha, đứa nào cũng vậy, gánh vô là hỏi, vác vô là hỏi, để ra đóng củi làm sao nhà. Rồi lần sau là không hỏi nữa nghe. Dạ, tại con sợ mẹ muốn để chỗ khác, con hỏi cho nó chắc. Mẹ thấy con giỏi không? Giỏi, có 1 đống củi một rồi đem ra ngoài sau đi. Dạ. Đây nè, đi đường này nè. Dạ. Mẹ ơi, mẹ thấy con khỏe không? Khỏe. Vậy con đi đường vòng cho nó mệt. Tôi sắp khùng thôi mấy thằng này. Dạ mẹ, con mới về thưa mẹ. Ừ. Bó rạ để đâu mẹ? Hỏi nữa hả? Mày để đây nè, để trên đầu tao nè. Để trên đầu mẹ hả? Ừ. Dạ. Mẹ. Mẹ ơi, con xong rồi mẹ ơi. Ủa mẹ, mẹ mệt rồi hả? Ủa bự bự, mẹ bị sao vậy? Mẹ nằm nghỉ mệt. Tại vì biết sao không, tao bê bó rạ từ ngoài đồng về, tao hỏi mẹ là mẹ ơi để rạ ở đâu, mẹ nói là để lên đầu mẹ. Cái tao để lên đầu mẹ, cái mẹ nằm nghỉ luôn. Chắc là tụi mình hỏi nhiều quá rồi mẹ mệt mẹ ngủ á. Ừ. Hay là mình cũng ngủ luôn đi, chút mẹ thức dậy á, mẹ sai mình làm tiếp. Ừ, tao thấy ở đây mệt quá, không giống như hồi tụi mình đi bụi. Có mẹ cũng vui mà mệt quá. Ừ. Tối đặt lưng xuống á,
rim hết mình mẩy luôn. Ngủ không biết trời trăng gì hết á. Sáng dậy vẫn còn mệt á. Mà mình làm hết cái này tới cái kia mà làm hoài không hết việc. Ê ê ê, tao nghe mấy thằng cha tá điền á cười tụi mình là ba thằng ngốc về đây á để cho mẹ lợi dụng. Ủa, có hả? Rồi á làm mướn không công luôn á. Không có đâu, tại người ta thấy tụi mình có mẹ nên người ta nói như vậy á, chứ tụi mình đâu có ngu đâu mà để bị lợi dụng. Đúng rồi, tụi mình khôn mà, chỉ có tụi nó mới ngu á. Mẹ cho mình về á ăn không nè, ở không nè. Không lẽ mình đi lấy tiền công của mẹ. Là con á là phải làm giúp đỡ cho mẹ chứ. Ê bảy, sao mà mẹ ngủ lâu quá không chịu dậy vậy? Tao thấy bảy bà lâu. Bà ơi, tôi đem xả qua cho bà nè. Ủa sao bà nằm đây vậy? À, mẹ tôi đang nằm nghỉ chút. Trời ơi, bà chết rồi ơi. Chết làm sao được mà chết, tắt thở đâu mà tắt thở. Tôi mang cái bó rạ này từ ngoài đồng về, tôi mới hỏi mẹ tôi là: mẹ ơi, bó rạ này để ở đâu? Cái bà nói là để trên đầu tao nè. Tôi cầm bó rạ, tôi để trên đầu bà. Ai ngờ đâu, để lên cái bà mệt quá, bà lăn ra, bà ngủ tới giờ luôn. Đúng rồi. Trời ơi, bà tắt thở rồi kìa. Bó rạ nặng quá, để lên đầu bà, bà gãy cổ bà chết rồi. Thôi thôi, lo đi chặt cây về làm quan tài cho bà đi. Chết thiệt sao? Tại sao lại chết? Tôi ba anh em lo đi chặt cây về làm quan tài cho bà đi. Để lính làng xuống đây là rắc rối lắm. Để tôi đi lấy dao. Vậy tôi làm gì ta? Đi. Thiệt tình. Anh, anh nhớ giữ xác đừng để mẹ tôi đi đâu nghe. Rồi sẵn tụi tôi chặt nhiều cây để đóng quan tài cho anh luôn. Trời ơi, đi lẹ giùm tôi đi mấy cha ơi. Biết rồi, đi lẹ. Trời ơi, Âu cũng là cái số. Tự nhiên bà bắt con người ta về hầu hạ phục vụ cho bà, chia cho mang họa vào thân. Còn bốn con ốc của tụi nó nữa. Thôi bây giờ sẵn bó xả ở đây, tôi vô luộc bốn con ốc rồi cúng cho bà. Ê, tao thấy trong khu rừng này toàn là cây tròn không à, đâu có cây vuông đâu mà làm quan tài mày. Mà mấy cái cây ở trong này mọc rất là lạ nghe. Ở dưới thì to, mà lên ngọn thì nhỏ, không chịu to như ở bên dưới. Không lẽ chôn mẹ không có quan tài? Mày ngu quá. Không có quan tài sao chôn? Theo tao á là cái khu rừng này không có, mình phải sang khu rừng khác mình tìm. Đúng không? Gì vậy mấy anh? Anh dạ. Chào anh Tiều Phu. Anh cho em hỏi, khu rừng nào có gỗ vuông để mình đóng quan tài vậy anh? Gỗ vuông? Ở đây làm gì có gỗ vuông giống như cái quan tài. Mà muốn đóng quan tài đúng không? Đó, cây thiếu gì? Trời ơi, mà trong đây toàn gỗ tròn, đâu có nào vuông mà giống quan tài đâu. Sao đóng? Thằng này nó nói đúng á, quan tài là hình vuông, anh có hiểu không? Nhìn mặt anh chưa chết chắc chưa hiểu rồi. Vô gì vậy cha? Tự nhiên chụp cho tao chết. Muốn đóng quan tài phải không? Ừ. Cưa cây ra xong rồi đóng nó lại, nó mới thành hình vuông giống như cái quan tài. Chứ ở đâu ra có cây vuông cha nội. Nói chuyện với mấy cha chết đầu quá. Vậy hả? Vậy hả? Ê, tao thấy ảnh nói đúng rồi nha. Bây giờ mình phải tìm cái cây nào mình chặt rồi mình đóng nó mới thành hình vuông được chứ. Nhưng mà trong khu rừng này cây to cũng có, cây nhỏ cũng có, biết chặt cây nào bây giờ? Mày ngu quá. Sao vậy? Mình chặt hết luôn. Mày mới ngu á. Bây giờ mình chặt hết, đóng quan tài xài sao hết được. Đúng rồi, mày mới ngu á. Giờ biết chặt cây nào? Để tao tìm coi. Cây này. Làm cái gì cũng phải có kế hoạch. Mày nói đúng, tụi mình là những con người thông minh mà. Chứ nếu không cái cây nó ngã xuống, gỗ nó bị dập là không làm quan tài được. Vậy bây giờ thằng nào chặt, thằng nào đỡ ngọn, thằng nào đỡ gốc? Tao bự con nhất, để tao chặt. Mày khôn quá ha, mày chỉ được khỏe là mày chặt hả? Mày ngon mày chặt đi, nè chặt đi. Vậy tao mới nói hai thằng mày á ngu, có não mà không biết suy nghĩ đúng không? Giờ tụi bay chỉ cần chờ cái cây nó ngã xuống rồi tụi bay đỡ vậy thôi. Còn tao á chặt từ đầu đến cuối, không phải là mất sức hơn không? Ha.
nhưng mà tao đang phân vân một trong hai thằng tụi bay, thì đứa nào đỡ gốc, đứa nào đỡ ngọn. Ê bự, cái gì? Mày chọn cái cây hay thiệt. Có gì đâu hay, nó che được cái bụng của tao. Chứ nếu mà mày chọn cái cây nhỏ hơn á, nãy giờ cái bụng của tao nó thành mấy khúc rồi. Ê, sắp xong chưa tụi bay? Chờ chút xíu đi. Sắp xong rồi. Lẹ đi. Ê, ở trên đó cho chắc nha. Cái lúc mà cái cây nó sắp đổ xuống rồi, mày phải đỡ được đó nha. Yên tâm đi, tao đỡ cái cây không sao đâu. Tập trung đi nha, sắp được rồi đó. Ta thiệt là thông minh. Tụi mày thấy tao thông minh không? Ê, tụi mày làm có chút xíu à, tự dưng giờ lăn ra ngủ hết là sao? Tao chặt cây từ đầu tới cuối, tao có ngủ đâu. Ê, dậy đi. Dậy, dậy, dậy đi. Sao tụi nó ngủ say dữ vậy ta? Hay là mình cũng nghỉ ngơi chút, chờ tụi nó ngủ dậy, rồi mình đem cây về. Được đó. Ê, à. Bự. Bự. Ngủ gì ngủ lâu dữ vậy hả? Ủa tao ngủ hả? Tự nhiên vậy thấy đau quá mày ơi. Mày á, người ta đồn không sai. Ngu, mày đúng là cái đồ ngu. Mình ngủ mà còn không biết là mình ngủ thì ai biết mình ngủ. Tao nhớ là tao đang đỡ gốc cây, rồi cái cây nó té xuống, xong rồi cái gốc nó đập vào người tao, tao đau lắm. Ủa bự, rồi sao tèo nó nằm đó làm gì vậy? Nó ngủ quá. Mày đi ra gọi nó vậy? Mày ra mày coi nó đi, cứ hỏi hoài. Ôi mày ơi, sao thằng Tèo nó ngủ nó mở mắt mày ơi? Mở mắt cái gì? Nó mệt thì nó nằm nó ngủ, cứ hỏi hoài vậy. Mày điên hả? Ngủ phải nhắm mắt chứ. Thấy nó ghê quá. Nó bị mắc bệnh ngủ gà. Nó ngủ mở mắt không à. Bây giờ á, ngồi chờ nó thức dậy, rồi tao với mày với nó đem cây về, vậy thôi. Mệt à. Bự, thằng này nó ngủ dữ vậy ta? 3 ngày rồi chưa chịu dậy. Nè, không lẽ nó mệt quá vậy hả? Kệ im đi cho nó ngủ, kệ nó. Nhưng mà tao thấy đói quá, chờ nó tỉnh dậy chắc chết đói quá. Lúc nào cũng đói quá, đói hoài. Nó ngủ á, mày nghĩ nó không đói sao? Cứ cố gắng chờ thêm chút nữa đi, nó đói quá nó thức dậy, rồi ba anh em mình về nghe. Vậy đi. Nè, chặt cây rồi không mang về, còn ở đây làm chi vậy? Tụi tôi chờ thằng Tèo. Nó ngủ 3 ngày nay rồi chưa có dậy. Đợi nó dậy á là tụi tôi về liền. Chết rồi hai ông ơi. Không có, nó ngủ. Nó đỡ cái ngọn cây làm sao mà nó chết được. Đúng rồi, cái kiểu nó ngủ như vậy đó. Sao mấy người đụng ở đâu là chết ngựa đó vậy? Là người ta chôn luôn mẹ nuôi hai người rồi. Đừng có về nữa, lôi thôi lắm. Còn tên này á, để tôi nhờ người chôn giùm cho. Ủa vậy là nó chết thiệt hả? Nhưng mà sao nó chết được vậy? Thì cây đè nó chết chứ sao. Ủa vậy sao tôi đỡ cái gốc tôi không chết, mà nó đỡ cái ngọn nó chết? Trời ơi, tôi mệt cho mấy cha. Lính tới là mệt hay ông lắm luôn á. Nhưng mà ông có chắc là nó chết không? Làm sao mà nó chết được? Không tin lại ngửi thử coi. Để ngoài nắng 3 ngày thú quắc rồi kìa. Ông nghe mùi sao? Ừ.
Trời ơi, thúi thiệt. Công nhận thúi thiệt luôn á. Ờ, bảo ông sao? Hôm qua tới hôm nay tôi ngửi thấy mùi thúi hoài. Tôi tưởng là do tôi bụng không. Ai dè là nó. Vậy bây giờ sao? Giờ hả? Thì mình chặt cây, đóng cái quan tài, chôn nó nghe. Đi à. Trời ơi, thôi tôi đi giùm đi mấy cha. Ông này để tôi lo. Chặt thêm cây nữa là chết một người khổ nữa. Dạ thưa anh, vậy anh lo cho nó giúp tôi nha. Ừ. Nếu có kiếp sau tôi khá hơn, nhất định tôi sẽ trả cái ơn này. Cảm ơn anh nhiều nhé. Khi nào anh chết tụi tôi sẽ chặt cây làm quan tài cho. Trời ơi, tôi lại hai cha. Đi đại giùm con đi hai cha ơi. Trời cảm ơi. Ơn anh nha. Cảm ơn anh nha. Ê, mình phải ở lại, một thằng nở gốc một thằng nở ngọn cho ảnh nữa chứ. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, thôi đi lẹ giùm đi mấy cha. Dạ được rồi, được đi rồi. Đi. Ê bự, kiếm gì ăn mày? Sao tao với mày đi mướn mà không ai chịu mướn? Ai cũng nói tao với mày ngu. Nhưng tao thấy tao với mày đâu có ngu đâu. Ừ, đâu có ngu. Ờ, cái thiên hạ này đúng là có mắt không chồng hết rồi đó. Ừ. Tao thề với mày nha, một ngày tao giàu có lên, tao sẽ cho những đứa chê tụi mình ngu biết tay. Nhưng mà từ giờ tới lúc đó phải có cái gì bỏ vô bụng mới sống được. Ừ, vậy mới nói. Vậy mà có người nói tao giống nó. Giống gì? Giống con bò. Mày thấy có tức không? Tức chứ. Ờ, mình là người thì nó nói mình là bò. Ê, nhiều lúc á, tao chỉ ước á, tao được như con bò nè. Sướng gì đâu á, không phải làm gì hết, chỉ cần ăn cỏ, vậy là sống qua ngày. Đói quá. Cảm ơn chú. Dạ cảm ơn. Ê, hả? Có cách rồi. Cách gì mày? Đi kiếm mật ong về bán. Mà kiếm ở đâu? Trời ơi, sao mày ngu dữ vậy? Mày có nhìn thấy mật ong không? Mật ong lỏng như nước, chứng tỏ là chỗ nào mà có nước là có mật ong. Bây giờ mình đi kiếm chỗ nào có nước. Nước hả? Ừ. Vậy là phải ra biển. Xa lắm mày ơi. Mày ngu gì mà mày ngu dữ vậy? Sông cũng có nước rồi, ra biển chỉ cho mệt. Trời ơi. Ờ ha. Càng ngày tao càng thấy mày khôn hơn tao á. Thôi đi, bây giờ đi, mình đi ra sông. Đi lẹ đi, sắp vào rồi. Sắp có mật rồi. Ê bự, sao mình tìm 3 ngày rồi mà chưa thấy tổ ong đâu ta? Thì mày phải tìm chứ. Tự nhiên tổ ong nổi lên cho mày lấy hả? Đúng là đồ ngốc. Ở đâu nó cũng toàn là nước thì tổ ong nó bám vào chỗ nào? Nói mày là thằng ngốc đúng không sai luôn á. Tổ ong nó là nước thì đương nhiên nó phải ở dưới nước. Mày phải tìm, phải tìm. Căng mắt ra mà tìm, hiểu chưa? Ờ, 3 ngày rồi đó. Ê bự, mày không bơi mày có thấy mệt không? Không, mệt gì mệt. Ngồi nhìn mệt gì. Sao tao bơi tao thấy mệt quá ta? Mày bơi á thì mày thấy mệt. Còn tao ngồi nhìn nè, tao không mệt, nhưng mà mắt tao đau, mày hiểu không? Mắt tao căng ra nè, buồn ngủ lắm rồi đó, mà tao phải tìm, mày hiểu không? Bớt bớt nói lại nha. Ờ. Ê bự, bây giờ mệt quá, mình nghỉ một tí đi. Ờ. Mày đưa cái nói đúng với tao. Mệt nãy giờ không dám nói. Mày lật xuồng hả? Lật đi ra đây coi đi. Không phải lật xuồng. Vì sao mày kêu tao dậy? Tin mừng. Tưởng gì?
đi ra đây coi. Nhìn kìa, có tổ ong kìa. Tao đã nói mày rồi, tổ ong là nước, ở dưới nước chắc chắn có tổ ong. Mày thấy chưa? Mày đúng là nói như thánh. Bởi vậy ai dám nói tụi mình bây giờ ngu nữa, đúng không? Bây giờ làm sao? Thì nhảy xuống dưới lấy chứ làm sao. Lấy được cái tổ ong này rồi nha, tha hồ mà ăn luôn, còn nhiều á đem bán hết. Công nhận nha, không có uổng công mấy bữa nay tụi mình đi tìm hoài tìm hoài. Tao biết bơi, để tao nhảy cho. Nhảy đi, để tao nhảy dưới. Ủa sao lâu vậy ta? thấy chưa? Ê, sao rõ ràng là tao thấy ở đây mà bây giờ tao nhảy xuống không thấy nữa. Cái gì? Làm sao mà không thấy được? À, tao biết rồi, là do mày. Mày nhảy xuống mạnh như vậy, ông nó sợ quá nó bay tứ tung, làm sao mà mày thấy được, hiểu không? Bây giờ gục lại xuống. Từ từ thôi, thật là sâu, thật là nhẹ nhàng cho tao. Ừ. Đưa đây cho tao. Tìm được rồi đúng không? Mày bị điên hả? Đưa cái gì? Có thấy đâu. Trời ơi, chán mày thiệt luôn á. Bao nhiêu dưới đó mà lên tay không à. Tao không có thấy. Thôi leo lên đi. Tao biết tại sao mày không tìm được rồi. Tại sao mày? Lần nào mày cũng lên liền, làm sao mà mò được. Cái tổ ong này nó hay lắm, nó bay tứ tán rồi. Phải lặn sâu, mà lặn lâu mới được. Thôi, bây giờ tới tao nhảy xuống. Mày lấy cây sào á, mày ghim tao ở dưới lâu thiệt là lâu, tao mò cho. Nhưng mà mày làm gì biết bơi? Thì đó, mày biết bơi thì mày nhảy xuống, mày mới nổi lên liền. Tao không biết bơi thì tao chìm, mày hiểu không? Mà chìm thì tao sẽ ở dưới lâu hơn. Mày dốt quá, hiểu chưa? Hiểu rồi. Bây giờ tao sẽ nhảy xuống nha. Bây giờ, đây, mày dùng cây sào này đi. Đó, rồi mày kiếm tao đi. Mày nè. Mày cái thằng đúng là không biết bơi. Chứ gì đã lên rồi. Mày phải mở cái con mắt ra mày mới nhìn thấy tổ ong chứ. Mày xuống đi. Lâu thiệt ta. Rồi bây giờ mình ngủ một giấc đi. Bao giờ mày dậy mày nhớ gọi tao dậy nha. Mày lên rồi hả? Trời đất ơi, tao đã nói mày lên mày gọi tao rồi mà. Ê, ủa mày dưới đó mày nhìn chưa chán hay sao mà mày lên rồi còn úp mặt mày nhìn ông hả? Ê, cái thằng này nhảy mày. Ê, ừ. Ê, mày dưới đó mày ăn no mày lên đi mày còn cười tao hả? Mày cười tao chết đói đúng không hả? Ê, ông kia, ông nói chuyện ra vậy? Nói chuyện với bạn. Thằng đó nó chết rồi, sao mày không đem chôn đi? Chân đuôi nó mau sình lắm, ai chịu nổi. Nó chết làm sao được? Nó còn đang nghe răng cười đây nè. Nó là thằng trọng chết rồi, vui quá phải đem chôn đi. Chôn nhanh lên đi, ông khùng quá. Ủa vậy là nó chết thiệt á hả? Ừ, nó chết rồi. Ủa cái thằng, sao mày chết mày không nói cho tao biết hả? Trời ơi, sao mày chết mày thúi quá vậy? Trời đất ơi, sao mày chết mày nặng dữ vậy trời? Đã vậy còn thêm cái cuốc nữa chứ. Phải chi mày còn sống, tao với mày hai thằng cùng khiêng cái cuốc, có phải là nhẹ hơn không? Ồ, sao bây giờ mình không để cái cuốc ở đây kéo nó đi, có phải đỡ mệt không? Ồ,
Sao mình thông minh dữ ta? Cũng không nhẹ hơn bao nhiêu. Trời đất ơi, sao mày nặng dữ vậy trời? Đúng là tên bự có khác. Ô, sao mình không chôn nó luôn ở đây ta? Mắc mớ gì phải kéo đi xa nặng đúng không? Ôi sao mình thông minh vậy ta? Chôn nó luôn ở đây. Ủa mà cái cuốc của mình đâu ta? Hồi nãy mình nhớ mình có mang cái cuốc mà. Ơ, cái cuốc đây rồi. Mình kéo cái cuốc nó nhẹ hơn hẳn. Trời đất ơi, mệt quá. Mày ăn mật ong mà chết còn đỡ. Còn tao, tao vừa đói mà tao vừa phải chôn mày nữa. Chắc trước sau về tao cũng chết đói quá. Sao đói bụng quá vậy trời. Thôi, thôi mày chết đi nha. Tao phải kiếm cái gì ăn mới được. Vậy trời, trời đất ơi, sao người mình thối quá vậy, càng ngửi càng thúi chứ. Không tin lại ngửi thử coi, để ngoài nắng 3 ngày thúi quắc rồi kìa, không nghe mùi sao. Thằng đó nó chết rồi, sao mày không đem chôn đi, chết đuối nó mau sình lắm, ai chịu nổi. Nó là thằng trọng chết rồi, thúi quắc à, đem chôn đi. Ai chết cũng thúi. Không lẽ mình thúi vậy mình cũng chết rồi ta? Mình còn thúi hơn cả thằng Tèo với thằng Bự nữa. Chắc chắn là mình chết rồi. Kiểu này phải tự chôn mình thôi, chứ để thúi quắc như vậy ai mà chịu nổi. Như vậy là mình đã chết thiệt rồi. Bây giờ mình mà không chôn mình là mình sẽ còn thúi hơn nữa. Bây giờ mình phải chôn thôi. Mình thúi quá. Ê, đằng kia có ai làm gì kìa tụi bay? Đâu đâu? Ủa, ai nằm giữa đường vậy ta? Trên kia làm gì vậy? Tránh ra xa đi, thúi lắm, chịu không có nổi đâu. Trời ơi, anh nằm giữa đường như sáng như vậy. Một hồi xe ngựa đi ngang nó cán chết bây giờ. Chết rồi còn chết cái gì nữa? Chết rồi làm sao mà tránh được? Chết rồi sao nói chuyện được? Đánh thật cũng chết chưa nè. À, dạ. Đâu? Ê, không có chuyện hả? Theo, đứng lại. Ông kia, đứng lại. Đứng lại. Mệt quá, chạy hết rồi, mệt quá. Mình đã chết rồi mà tụi nhỏ cũng không tha nữa. Ủa kỳ vậy ta? Mình chết rồi sao tụi nó làm mình sống lại được? À thôi đúng rồi, tụi nó đánh mình sống lại. Vậy là tụi nó có cây roi thần. Cái cây roi đã cứu sống mình. May quá. Mình phải đi xin tụi nó cây roi đó.
Rồi mình sẽ đi làm cho người ta sống lại. Kiểu gì người ta cũng cho mình cái gì đó bỏ vô bụng. Chạy nè. Mấy nhỏ đừng có giỡn nữa. Không ấy, cho anh cây roi này đi. Xin roi hả? Xin chi? Không được, mình không thể nói đó là cây roi thật được. Tại cây roi của mấy nhỏ chắc quá, anh xin để anh đuổi trâu. Ông cho. Cho đi mà, anh không biết bẻ ở đâu chứ. Mấy em bẻ cái cây này ở đâu mà chẳng được. Không. Hey, thôi, hay để anh làm ngựa cho mấy em cưỡi nha. Được. Anh làm anh đi. Làm đi. Leo lên nha. Rồi mày chèo lên trước đi. Nè. Ây da. Nè, cho anh cây roi đi. Nè. Thôi cho đại đi tụi bay ơi. Nãy giờ giỡn với ổng vậy được rồi. Cho anh nè. Đi tụi bay. Khùng. Đồ khùng. Tụi nhỏ không biết là bị mình lừa. Mình có cây roi thần này, mình sẽ đi cứu người. Kiểu gì người ta cũng sẽ cho mình cái gì ăn. Sao mà đói quá vậy trời. Không lẽ vừa mới sống lại giờ lại chết đói tiếp sao? Có tiếng khóc, có cờ tang, vậy là có người chết. Người đầu tiên được ta cứu sống đi rồi. Đi kiếm cơm thôi. Không cần khóc nữa, mở khăn liệm ra. Hả? Cậu là ai mà vô đây đồ mở khăn liệm cha tôi? Tôi là người bình thường thôi, không là ai hết. Muốn chết hả? Nhà có đám tang mà đồ vô đây phá hả? Chết hồi nãy rồi, mới sống lại đó, nhờ cây roi này nè. Nè, anh kia, anh nói xàm cái gì vậy? Xàm cái gì mà xàm? Cây roi này là cây roi cải tử hoàn sinh. Vừa nãy tôi chết thẳng cẳng á, chính cây roi này đã cứu tôi sống lại đó. Cho nên bây giờ mở khăn liệm ra, tôi cứu người sống dậy mà làm ăn. Tôi không cần đền đáp gì hết, cần bữa cơm thôi. Trời ơi cậu, có phải thiệt vậy không cậu? Trời ơi cậu làm ơn cứu sống cha tôi đi cậu. Không nhận bữa cơm mà tôi đưa hết cái nhà này cho cậu tôi lại cậu ơi. Thôi khỏi, nhà không có ăn được, tôi cần bữa cơm thôi. Nhưng mà cha mẹ, ông nội chết rồi thì làm sao sống lại được? Trời đất ơi, bây giờ nguyên nhà này chết tôi còn cứu được, muốn chi là ông nội. Lẹ đi, bây giờ ông hãy mau qua mở khăn liệm ra. Cậu ơi cậu làm ơn cứu sống cha tôi đi cậu ơi. Vậy Hey. Sao đánh hoài không tỉnh vậy ta? Hay là mình còn thiếu cái gì? À, chắc thiếu câu thần chú. Coi sống hay chết nè. Coi thử sống hay chết nè. Coi thử sống hay chết nè. Vậy coi sống hay chết nè. Coi sống hay chết nè. Hay là có đụng chặt vậy ta? Vậy chưa không thèm nghe lời hả? Vậy chưa coi sống hay chết nè. Mày hả? Nhà người ta có đám tang mà vô đây phá đám hả? Phá đám nè. Làm gì mà đánh giả mang vậy? Tôi chỉ muốn cứu người thôi chứ bộ. Mày hiểu hồn mới nghe mày. Cứu người mà cũng bị đánh nữa. Đi. Đánh gì mà đánh tàn nhẫn vậy? Đánh thừa xong thiếu chết luôn à. Sao vậy? Sao bị đánh vậy? Thấy đám tang muốn vô cứu người kiếm miếng cơm thôi mà. Trời ơi, thấy đám người ta muốn kiếm cơm á thì phải chia buồn, khóc lớn lên rồi người ta mới cho ăn chứ. Bị đánh là vừa, đồ ngốc. Cô khóc lớn ra là có cơm hả? Vậy mình phải đi kiếm đám khác để mình khóc. Chúc mừng hai con nha. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Chúc mừng hai đứa nha. Dạ. Con cảm ơn chú. Dạ. Có đám kìa. Cơ hội kiếm cơm của mình đây rồi. Nè, anh kia. Anh là ai? Sao tới nhà người ta đám cưới khóc là có ý gì? Xin chia buồn cùng gia quyến. Cái gì? Đám cưới nhà người ta đang vui, mắc mớ gì phải chia buồn?
Thấy đám là biết có chuyện buồn rồi. Thôi người chết cũng đã chết rồi, đừng có quá đau buồn. Cái gì? Nữa. Chết gì? Một xui xẻo. Đánh cái gì mà dã man dữ vậy trời. Thấy người ta nói mà không cho ăn còn đánh nữa. Mấy người cũng là dã man thiệt. Sao ra nông nổi này vậy? Mới bị đánh hả? Dạ, muốn kiếm chút cơm. Thấy đám vô khóc chia buồn rồi tự nhiên bị đánh. Đám gì? Tôi cũng không biết nữa. Mà thấy có hai người giống cô dâu với chú rể đứng ở trước cổng á. Trời ơi, cái đó là đám cưới đó cha ơi. Đám cưới nhà người ta là phải vô ca hát hò hét chúc người ta hạnh phúc đồ. Ông vô ông khóc lóc bị người ta quýnh là phải rồi. Đồ khùng. Gặp vợ chồng là phải chúc hạnh phúc. Rối thiệt á. Vậy thì mình đi kiếm đám khác mình chúc phúc. Mà đau quá, bây giờ đi không nổi, không biết còn hát nổi không nữa. Đứng lại con nghe. Không có đứng lại. Mày là giết tao hả? Trời chết nè. Chồng độc ác. Mày làm chồng độc ác. Đứng lại. Mày mày chạy hả? Đây là cơ hội mình kiếm cơm. Thằng Quế. Chồng chồng độc ác. Ơi anh chị ơi, anh chị ơi, buông ra. Ôi anh chị ơi, anh chị ơi, mày là ai? Em là Ngốc. Anh chị có phải là hai vợ chồng không? Vợ chồng thì sao? Nhìn đến nhau là biết hai vợ chồng rồi. Chúc anh chị hạnh phúc. Thằng đi này, mày chồng tao đó hả? Không hề. Để em hát tặng anh chị một bài để anh chị hạnh phúc nha. Cô dâu chú rể là bể mình bông, đổi thừa con nít bị đòn lát đít. Bị đòn lát đít. Mày chồng mày điên hết không? Không có đâu, em hát mà. Trời ơi, mày á. Mày ơi, mày chồng chết. Chồng điên hả mày? Chồng điên hả mày? Anh chị ơi. Đó mày chưa? Chưa. Lâu lâu mày được đánh người đá không ha? Không. Chị chịu đây, tiền đó đi chợ hả? Tất cả là tại mày á. Mày giấu thì mày đi kiếm đi. À mày còn trả treo với tao nữa hả? Ê ê, vợ chồng nhà kia cứu với. Cho tôi xuống đi chứ, rồi đưa tôi lên rồi không cho tôi xuống hả? Rồi cái gì mà tự nhiên rồi đánh nhau rồi để tôi lên đây luôn hả? Cứu. Ê trời ơi, sao tự nhiên leo lên cây vậy cha? Cái anh kia anh khuyên tôi nếu thấy vợ chồng thì chúc hạnh phúc. Vậy là tôi chúc hạnh phúc xong tự nhiên đánh tôi chăng lên cây luôn nè. Cứu tôi với, cứu tôi xuống. Để tôi vô tôi cứu. Dạ. Bước xuống, đứng lên vai tôi nè. Ê, đứng lên. Có sao không? Cảm ơn anh. Cũng tùy chứ. Thấy đánh nhau mà chúc hạnh phúc thì bị đánh là đúng rồi. Đúng là phải can ra rồi nói bớt giận, bớt giận. Can ra rồi nói bớt giận, bớt giận. Hả? Thôi tôi đi nghe. Cảm ơn anh nha. Ừ. Sao mà khó quá vậy ta? Lần nào mình làm cũng sai. Để mình làm lại thử. Lần này mà không kiếm được miếng cơm chắc chết đói quá. Mày nói gì vậy? Mày nói gì vậy? Công tử đây nè. Của tao, tao. Đưa đây. Cái này là của tao. Công tao mà mày làm gì vậy? Đưa đây. Của tao. Đưa đây. Của tao. Của tao. Cả tao. Đưa đây. Của tao. Của tao. Của tao. Mày. Ủa chó. Sao hai anh lại đưa, đưa cho tao? Đưa cái đó cho tao. Mày đưa cho tao nha. Mày đưa cho nó. Tao giết mày à. Tao giết mày á. Tao giết mày á. Sao đưa cho ai cũng chết vậy? Hồi nãy ai nói em đưa trước? Tao chưa đưa trước. Dạ. Sao kỳ vậy mày? Nhìn mặt anh ác quá em sợ. Của tao mà. Của tao. Đưa đây. Của tao. Mày đưa đây. Của tao mà. Buông ra. Của tao. Nè thôi. Của tao. Tao mà. Tôi xin hai anh đừng có cãi nhau nữa. Bớt giận đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Bớt giận đi anh. Bây giờ tôi nói anh nghe. Bây giờ hai anh ăn đồng chia đủ có phải là hơn không? Ăn đồng chia đủ là sao? Ủa anh đi ăn cướp mà anh không biết chia đều ra sao hả? À, không. Trời đất ơi, vì vậy cho nên cãi nhau đánh nhau là phải. Tôi nói anh nghe. Tôi có hai thằng bạn, ba thằng đồng cam cộng khổ, mà bây giờ chết hết luôn rồi. Ủa sao kỳ vậy?
Mày có hai thằng. Dạ. Mày nữa là ba. Dạ. Mà giờ ba thằng chết hết á, sao mày còn đứng sợ sợ ở đây? Mày sợ cho tao hả mày? Tôi là chết đi sống lại. Có vụ đó nữa hả? Có luôn hả? Đó. Bây giờ tôi nhớ hai thằng bạn đó quá mà nó chết mất rồi. Giờ không biết phải làm sao nữa. Tôi nói cho anh nghe, hai anh á, đi ăn cướp thì phải đoàn kết với nhau mới ăn cướp được chứ. Chứ cứ cãi nhau như vậy làm sao mà cướp được. Vậy vậy mày xúi tao, tao với nó đi ăn cướp hả mày? Không có, ý tôi nói là hai anh bớt giận lại, đừng có cãi nhau nữa. À, mà tao với mày á, hai thằng cực khổ lắm mới cùng nhau lấy được số bạc này. Đúng rồi. Không có sai. Ê, giờ sao mày? Thì tao thấy nó nói cũng đúng á. Bây giờ tao với mày chia đều cái này đi. Nếu mà có dư á thì cho nó luôn, được không? Dạ đúng rồi. À, đương nhiên tụi tao sẽ cho mày. Mày dạ. Đứng đó mày. Đó bây giờ nè, tao không biết là dư bao nhiêu, nhưng mà tao đoán là dư cùng lắm cũng chỉ nhiêu đây thôi. Đó, rồi ha. Dạ, bao nhiêu cũng được anh ơi. Ừ, giữ xài đi. Dạ, tôi cảm ơn hai anh. Mày, không mấy tao với mày bỏ cái nghề đi trộm cướp này đi, kiếm cái gì lương thiện làm. Đúng rồi. Trộm cướp hoài tao thấy hiu quá. Tao cũng nghĩ vậy á. Thôi bây giờ mình làm lại từ đầu đi ha. Ừ, làm lại từ đầu ha. Ờ, tao với mày về á, làm lại từ đầu. Ở lại mạnh khỏe nha. Tao với mày về. Dạ. Ờ, okay. Thôi đi mày ơi. Đi. Làm lại từ đầu thôi. Bây giờ mình có tiền rồi, mình kiếm việc gì lương thiện mình làm đi. Ờ. Rốt cuộc mình cũng đúng một lần. Mình đâu có ngốc đâu ta.